Đây là những cái trầm tinh hoa zin núi rừng của Kỳ Lân tuyển chọn, xua đuổi tà khí, đem lại vượng khí, và đặc biệt mùi hương của trầm rất là dễ chịu và thoải mái sảng khoái, và nói chung là nó tuyệt vời lắm. Cái gì Kỳ Lân không làm thì thôi, đã làm là phải làm cho chuẩn, làm phải cho đẳng cấp, và làm phải cho khác biệt, và làm phải cho giá trị đối với khách hàng, đem lại giá trị thật từ sản phẩm đến với tất cả khách hàng. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, và hôm nay Kỳ Lân sẽ giới thiệu, đưa quý khách đến một sản phẩm rất là đẳng cấp, một sản phẩm không những là sản phẩm mà còn là một vấn đề về phong thủy tốt cho quý khách. Đây là một sản phẩm vô cùng đặc biệt của thương hiệu Kỳ Lân Luxury. Chắc hẳn là quý khách chưa biết sản phẩm gì đúng không? Đây là một cái đuốc và một cái bình xông. Và đây là hai hộp. Một hộp là phụ kiện và một hộp là... Vâng, đây chính là sản phẩm trầm hương. Trầm hương là một sản phẩm phong thủy vô cùng tốt. Hầu như tất cả những người thành đạt đều biết đến trầm và sử dụng trầm. Vâng, không phải tự nhiên mà trầm hương trở nên nổi tiếng, mà không phải mới nổi tiếng đây, mà từ bao nhiêu đời, bao nhiêu thế hệ, từ thời vua chúa rồi, là những dòng dõi quý tộc, những người có địa vị, những người có tài sản trong xã hội mới đủ khả năng để mà sở hữu trầm và sưu tầm trầm, vì trầm hương rất là mắc tiền, và hầu như những người thành đạt nào cũng sở hữu trầm và sử dụng trầm, bởi vì nó là một vấn đề vật tâm linh, mà tâm linh thì khó giải thích được, và hầu như nó sẽ xua đuổi tà khí, đem lại vượng khí, và đặc biệt mùi hương của trầm rất là dễ chịu, thoải mái, sảng khoái, và nói chung là nó tuyệt vời lắm. Thì lúc đầu á, Kỳ Lân cũng như bao người khác cũng chưa biết trầm là gì, nhưng mà mình mê, mình tin và mình tìm hiểu và mình chơi. Khi mình chơi mình mê sâu vào đó, mình tìm hiểu rất là kỹ và mình rất yêu thích trầm, đặc biệt rất trân trọng trầm. Và thật sự luôn, lúc đầu thì mình mới chơi trầm thì không thể khẳng định là hít trầm, chơi trầm một lần là mình sẽ có kết quả ngay, mà nó phải là có thời gian nó mới khẳng định được điều đó. Chứ nếu như mà không có khẳng định được điều đó thì không bao giờ có những người đam mê trầm chơi trầm. Và mới đầu Kỳ Lân cũng vậy, không phải là thử một lần, chơi một lần là mình sẽ có được kết quả mình mong muốn, mà dần dần những cái tích cực, những cái phong thủy, những cái vượng khí sẽ tích tụ về cho mình, nó đem cho chúng ta những cái tài lộc vô cùng tốt. Thì cái điều này Kỳ Lân không cần giới thiệu, không cần nói nữa, bởi vì chứng minh qua bao nhiêu người sử dụng trầm, những quý khách đang sử dụng trầm sẽ chắc hẳn sẽ hiểu được vấn đề này. Kỳ Lân không cần giải thích nữa. Rồi, một hộp binh còn lại là đựng phụ kiện. Trong đây có đựng là cái nhi muỗng và cái nhíp, cái gấp, để mà gấp trầm. Ví dụ như gấp trầm đây, và trong hộp phụ kiện này có một cái kìm nữa để chúng ta, và chúng ta sẽ cắt nhỏ những miếng trầm này, chúng ta bỏ vào đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp này nè. Khi mà chúng ta dùng cái nguồn điện này gắm vào, đây là cái nắp nè, và đây là cái lò. Chúng ta sẽ gắm nguồn điện adapter này. Chúng ta sẽ gắm nguồn điện này vào cái lò này. Đây. Kỳ Lân gắm vào. Và Kỳ Lân thử cho quý khách xem luôn. Thì ở trên cái cục này chúng ta sẽ có một cái công tắc on off, chúng ta mở lên là đèn sẽ sáng. Ở trên đây có rất nhiều thông số và chúng ta sẽ hẹn 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ. Chúng ta chọn là cái nhiệt độ. Trên đây cái nó có một cái mũi tên này, trên cái núm này nè. Mình sẽ chọn, thường là Kỳ Lân chọn cửa tầm 180 đến 200 độ. Thì cái này nó sẽ nóng lên và nó sẽ ung cái trầm này. Và cái nhíp vàng này
Để làm gì? Dạ, để mà mình lâu lâu mình sẽ trở lại tầm một tầm nửa tiếng, 45 phút, một tiếng gì cũng được, chúng ta sẽ lặt lại để cho nó đun hết cái tinh dầu trầm trong này bay ra. Rất là thơm. Sau đó chúng ta sẽ đậy cái nắp lại cho đẹp. Ha, cái này đặc biệt nè, ở bên trong có đèn nha. Bên trong có đèn, rất là sang. Màu sắc Kỳ Lân chọn cũng rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta tiến hành thực hiện cách xong trầm thứ hai. Hồi nãy là cách thứ nhất đã xong. Đây là cái chén cúp có logo của Kỳ Lân Luxury luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu công năng và chức năng của những cái dụng cụ đi kèm theo là gì nha. Đây là túi cát. Và chúng ta sẽ dùng đến cái muỗng. Chúng ta sẽ đổ vào đây để chống nóng, để chống nóng cái thành pha lê này. Cúp bằng pha lê thì chúng ta phải làm sao để chống được nóng. Và cái gì nóng thì lát nữa chúng ta sẽ xem tiếp. Ok. Và tiếp theo Kỳ Lân sẽ dùng cái nhíp để mà khui cái than này ra. Rồi Kỳ Lân sẽ gấp cái than này để vào đây. Và công dụng của cát là chống nóng, ngăn độ nóng từ than này truyền đến vào cái cúp pha lê này. Ở than này nó sẽ tự cháy. Một cục than này mình đốt, thời gian nó tắt bằng một chầu nhậu đó, tức là bằng một buổi ngồi đàm thoại bằng trà, cũng như là một chầu ăn uống, một buổi ăn uống. Tức là than này nó có thời lượng tầm ngúng rất là lâu, bằng một buổi chúng ta đang ngồi ăn hoặc là chúng ta đang thưởng trà. Và bây giờ chúng ta tiến hành lấy trầm nhân vật chính của chúng ta ra ngày hôm nay. Đây, hợp nguyên hợp luôn. Đây, đây là những cái trầm tinh hoa gin núi rừng của Kỳ Lân tuyển chọn. Bởi vì đơn vị Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên về đồ cao cấp, đồ xa xỉ phẩm, đồ đẳng cấp đỉnh cao, nên tất cả những gì Kỳ Lân chọn để giao lưu với khách hàng, chọn để kinh doanh, chọn để làm nên tên tuổi của mình, thì đó là những sản phẩm tuyển chọn vô cùng tuyển chọn theo những tiêu chí riêng, những tiêu chí nghiêm ngặt về luxury đỉnh cao của Kỳ Lân Luxury. Cái gì Kỳ Lân không làm thì thôi, đã làm là phải làm cho chuẩn, làm phải cho đẳng cấp, và làm phải cho khác biệt, và làm phải cho giá trị đối với khách hàng, đem lại giá trị thật từ sản phẩm đến với tất cả khách hàng. Rồi chúng ta đặt cái trầm lên thì than này sẽ ngúng. Và cái này Kỳ Lân cũng tư vấn với tất cả quý khách hàng khi dùng là khi có khách, có tiệc gì thì mình sẽ dùng, hoặc là khi ngồi đàm đạo trà thì mình sẽ dùng. Và mình vừa trở, vì nếu không trở than sẽ cháy, và cháy bị thành than, cho nên chúng ta phải trở để cho nó tủa được cái tinh dầu từ cái trầm này ra. Và công dụng của cái cát này ngoài chống nóng ra thì còn chức năng là tạo được cái độ trống không khí để cho than không bị tắt. Đó, bắt đầu khói tỏa lên, khói trắng của trầm tỏa lên, rất là thơm ngào ngạt. Khi có ai đến nhà, có khách, có những khách quý đến nhà mình xông trầm như vậy, thể hiện được sự tiếp đãi chân tình và thiện chí nồng nhiệt. Đồng thời đây là cái phong thủy, mình cũng truyền được cái năng lượng tích cực, cũng như là cái những cái điều tốt đẹp, những cái điều tích cực, những cái điều mà theo tâm linh gọi là những cái vượng khí đến với những cái đối tác, những khách hàng của mình luôn, những cái người thân của mình luôn. Tức là mình đã cho họ, mình truyền cho họ những cái vượng khí tốt. Thì lâu lâu mình phải trở, nói chung là, và mình phải trở hơi đều tay một chút xíu, thường xuyên một chút xíu để không bị cháy nha. Nếu như mà cái này nó to quá thì mình sẽ dùng đến cái kìm để mình cắt ra.
sẽ cắt ra bớt, làm đôi, là bẻ ra cũng được đó. Và rất thú vị, rất thú vị luôn, khi có khách, khi có đối tác, khi có những người thân yêu đến mà mình thông trầm như vậy rất là tuyệt vời. Họ sẽ rất là thấy mình có giá trị và mình được đón tiếp nồng nhiệt, nồng hậu. Còn những cái nào mà nó sâu xa mà không vô thang được thì chúng ta có thể tự cầm bật lửa và đốt như vậy. Chúng ta rắc rải 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 để nó bay tỏa tỏa cái tinh dầu thơm cái của trầm ra. Thì cái nhíp này chức năng dùng để gấp như vậy. Tại vì có thể nhiều quý khách chưa quen sẽ đốt liên tục như này, nó cháy bốc lửa lên, cái nó thành than là nó không tốt. Và đốt cho tốt thì phải đốt cho vừa ngúng lên thôi, làm cái khóa trắng là cái tinh dầu nó tỏa ra, còn khóa đen là thành than rồi. Cho nên là mình đốt phải đúng quy cách, đúng chuẩn. Và đồ phong thủy thì chúng ta không được dùng phung phí, đốt thì phải đốt cho hết, cho đến khi không còn dầu nữa. Còn đốt mà còn bỏ thì chúng ta sẽ, thì nó sẽ không tốt. Nói chung là cái điều đó là điều tâm linh, Kỳ Lân chỉ tư vấn như vậy và quý khách cứ có thể là tham khảo thêm. Đây là hai phương án chúng ta có thể hưởng thụ. Đây cũng trở luôn nha, mình sẽ trở lại, lật lại cho nó, cho nó cháy hết, cho nó ra hết cái tinh dầu. Kỳ Lân thì demo này ít nhưng mà quý khách thì nên bỏ nhiều vô, và lâu lâu á quý khách lựa những cái nào mà hết tinh dầu rồi, có nghĩa là nó ra hết tinh dầu rồi, chúng ta sẽ gấp và bỏ đi, và chúng ta sẽ thay vào những miếng trầm mới. Cái nào hết tinh dầu gấp bỏ đi. Đây là tinh dầu tủa ra, bay ra rất thơm. Chúng ta đã ngửi thích rồi, thư giãn rồi, thoải mái rồi. Thêm một chút nhạc thuyền nữa cho nó đúng, trở nên nó hiệu quả tốt nhất cho trầm. Và vì tính chất là video clip, hưởng cái mùi trầm này thì có thể bỏ nhạc thuyền hoặc là nhạc theo sở thích của mình để phù hợp cho nó tăng lên giá trị về tác dụng của những cái phong thủy về trầm. Và đồng thời Kỳ Lân đang ngửi trầm thì Kỳ Lân sẽ trà, trầm luôn luôn đi đôi với nhau. Kỳ Lân sẽ nấu nước, wow, cái hương thơm này ngào ngạt quá. Nhưng mà có khách thì mình mới dùng phương án này thôi nha, còn nhà không, như chưa có khách thì mình sẽ dùng phương án này để nó cứ ngúng ngúng tủa tủa hoài nguyên ngày luôn. Đó là phương án này. Còn có khách vô thì mình dùng cái này để nó tăng nhanh hiệu quả cái mùi hương, để mình đem cái mùi hương nó đưa vào cái đồ đạc của chúng ta và tốt cho phong thủy cho tất cả mọi người. Và đặc biệt cái mùi của trầm hương này khi bám vào người chúng ta rồi, về chúng ta tắm đi rồi tắm sẽ bông luôn nha, nhưng người chúng ta vẫn còn mùi thơm của trầm. Đó là điều đặc biệt của trầm hương thiên nhiên, trầm núi rừng, đặc biệt là trầm hương thiên nhiên núi rừng nha. Kỳ Lân nhấn mạnh lại, không phải là trầm tẩm nha, trầm dinh núi rừng, bởi vì Kỳ Lân đơn vị luxury. Rồi chúng ta phải thưởng thức trà, ngửi trầm. Trầm trà là phải luôn luôn đi đôi với nhau. Wow, trà của Kỳ Lân, trà Kỳ Lân Luxury thơm hương sữa, đặc biệt hậu rất sâu và thú vị. Trầm của Kỳ Lân núi rừng thơm, phong thủy tốt, tạo lại vượng khí, đem lại những điều tốt đẹp nhất cho quý khách. Vâng, video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Và Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube này, cũng như like, theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân Luxury nhé, để cập nhật nhiều video hấp dẫn mới về những dòng sản phẩm, những cái thú chơi đẳng cấp trong thời gian sắp tới. Hoặc quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem tất cả những danh mục, những sản phẩm của Kỳ Lân Luxury cập nhật thường xuyên. Hoặc có thể gọi
hotline cũng như là Zalo, kết nối Zalo với Kỳ Lăng, số hotline 0901 247 247. Đội ngũ Kỳ Lăng chuyên nghiệp sẽ phục vụ tất cả những sản phẩm đẳng cấp, những gì liên quan đến những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn, kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.